chương trình hội thảo đặc biệt về bầu cử của ty bầu cử cộng hòa Harris và BBSOS. Kính thưa quý vị đồng hương, khán giả của đài ABTV 21.12, tôi là Đăng Khoa Võ của BBSOS. Hôm nay tôi được hân hạnh nói chuyện cùng với quý đồng hương về trên đài Apple TV về mùa bầu cử 2023 và 2024. Tôi được vinh dự điều phối chương trình cùng với chị Tara Xuân Nguyễn của ty bầu cử quận Harris. Ty bầu cử quận Harris sẽ cung cấp những thông tin cần thiết tới với cử tri trong quận. Mời chị Xuân Nguyễn tự giới thiệu về mình và công việc ở Harris County. Dạ, lời đầu tiên Xuân xin kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV và kính chào quý đài và xin kính chào anh Đăng Khoa. Và Xuân xin giới thiệu một chút về mình. Xuân là nhân viên của ty bầu cử quận hạt Harris. Xuân là một điều hợp viên cộng đồng trực thuộc ban truyền thông của ty bầu cử quận hạt Harris. Và Xuân rất hân hạnh được có mặt hôm nay cùng với anh Đăng Khoa chia sẻ đến quý đồng hương người Việt mình, đặc biệt là các cử tri trong quận hạt Harris, một số thông tin về bầu cử và đặc biệt là cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 7 tháng 11 này. Xin chị Xuân nói thêm về mùa bầu cử sắp tới năm 2023, năm 2024. Một cách tóm tắt, ví dụ như thời điểm bỏ phiếu, thời điểm bỏ phiếu sớm, thời điểm bỏ phiếu địa phương và thời điểm bỏ phiếu cho thành phố. Dạ, mời chị. Dạ, bà Xuân xin điều đầu tiên, Xuân xin giới thiệu đến quý vị là cuộc bầu cử sắp tới là vào ngày 7 tháng 11 sắp tới đây. Và Xuân, điều đầu tiên Xuân xin nhắc nhở quý vị là những ngày quan trọng. Là nếu quý vị nào trước khi đến phòng phiếu hoặc là quý vị muốn biết là tình trạng ghi danh cử tri của mình như thế nào, xin quý vị vui lòng tham khảo qua trang web harrisvotes.com để kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình. Tại vì có rất nhiều quý vị đã là quốc tịch Mỹ nhưng quý vị chưa ghi danh trong quận hạt Harris thì quý vị chưa hội đủ điều kiện để đi bầu. Thì điều trước tiên Xuân xin nhắc nhở đến quý cộng đồng người Việt mình và nhất là quý cử tri, quý cộng đồng người Việt. Bà con mình ai đã là có quốc tịch Mỹ nhưng quý vị phải ghi danh cử tri thì quý vị mới hội đủ điều kiện để đi bầu trong quận hạt Harris. Và các ngày quan trọng sắp tới, Xuân xin thông báo đến quý đồng hương là ngày 30 tháng 9 thì quý vị có thể thấy được lá phiếu mẫu của cá nhân mình được đăng tải trên trang web của harrisvotes.com. Ngày 10 tháng 10 là ngày cuối cùng để ghi danh đi bầu, là ghi danh cử tri đó quý vị. Giống như Xuân mới vừa nhắc nhở quý vị là có quốc tịch rồi nhưng quý vị phải ghi danh. Thì ngày 10 tháng 10 là ngày cuối cùng để ghi danh cho cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11. Và ngày 27 tháng 10 hạn chót để nộp lại mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư. Và ngày 27 tháng 10 này hạn chót có nghĩa là lá phiếu bầu bằng thư của mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đã được nhận tại văn phòng vào ngày này. Và không trễ hơn. Và 23 tháng 10 cho đến ngày 3 tây tháng 11 là thời gian bầu cử sớm. Bầu cử sớm thì các phòng phiếu sẽ được mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và ngày 7 tháng 11 là ngày bầu cử. Thì ngày 7 tây tháng 11 cũng là ngày cuối cùng nhận được lá phiếu bầu bằng thư. Và ngày đó là ngày cuối cùng rồi thì quý vị phải đích thân giao lại lá phiếu bầu bằng thư trước 7 giờ tối tại văn phòng của chúng tôi. Dạ. Vậy thì như chị Xuân nói thì nếu mà mình chưa có ghi tên bầu cử thì mình sẽ không nhận được cái lá phiếu mẫu của mình vào ngày 30 tháng 9. Dạ, không phải là lá phiếu mẫu. Thì để hội đủ điều kiện là một cử tri đã ghi danh đi bầu trong quận hạt Harris thì ngoài quý vị, có rất nhiều quý vị đã gọi vào ty bầu cử là hỏi cô Xuân ơi tôi muốn đi bầu. Nhưng mà quý vị nói là quý vị đã thi quốc tịch nhưng Xuân có hỏi quý cô bác là quý cô bác đã ghi danh cử tri, ghi danh đi bầu tại quận hạt Harris chưa? Thì quý bác đã trả lời là chưa. Thì nếu mà như vậy thì quý vị chưa hội đủ điều kiện để ghi danh đi bầu trong quận hạt Harris thì quý vị phải ghi danh đi bầu bất cứ một cuộc bầu cử nào, trước một cuộc bầu cử nào quý vị muốn đi bầu thì quý vị phải ghi danh 30 ngày trước cuộc bầu cử đó thì quý vị hội đủ điều kiện là một cử tri được đi bầu trong quận hạt Harris. Và điều nhắc lại là Xuân nhắc lại quý đồng hương mình một lần nữa là xin quý vị sau khi quý vị có quốc tịch Mỹ rồi thì quý vị nhớ phải ghi danh đi bầu trong quận hạt Harris ít nhất là 30 ngày trước một cuộc bầu cử thì quý vị sẽ hội đủ điều kiện để là một cử tri đi bầu trong quận hạt Harris.
Và tôi xin nhắc lại là điều kiện tiên quyết phải là công dân Mỹ. Điều kiện thứ nhì là mình phải ghi tên đi bầu. Nếu như quý vị có vấn đề không đến những chỗ khác để ghi tên đi bầu được thì tại BPSOS và những cơ sở của Harris Voss sẽ có những người để giúp quý vị ghi tên đi bầu. Bây giờ một câu hỏi khác dành cho chị Xuân là thường thì cử tri có khuynh hướng chỉ quan tâm đến bầu cử tổng thống và những cái chức vụ dân cử trong liên bang mà ít ai quan tâm đến bầu cử cấp địa phương. Vậy thì xin chị Xuân cho biết thêm về tầm quan trọng của cái bầu cử cấp địa phương này. Dạ, đó là câu hỏi rất là hay. Cảm ơn Khoa. Dạ. Dạ, là Xuân cũng khuyến khích quý vị và khuyến quý vị đồng hương mình nên quan tâm và nên lưu ý nhiều về các cuộc bầu cử trong địa phương, trong quận hạt và nơi quý vị đang sinh sống. Vì không cần biết quý vị sẽ bầu cho ai hay đã bầu cho ai, nhưng các hội đồng ủy viên quận hạt hoặc các viên chức chính phủ, họ sẽ nhìn lại các danh sách dựa trên xác suất và tỷ lệ của mỗi cuộc bầu cử, của mỗi sắc dân đã đi bầu cho những cuộc bầu cử trước đó, ví dụ như là 10%, 20%, 3, 4, 50, 60%. Thì sau này khi cộng đồng của chúng ta đòi hỏi một cái quyền lợi hoặc phúc lợi cho cộng đồng, thì họ sẽ xem xét dựa theo những xác suất đó mà phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên mỗi lá phiếu của mỗi cử tri người Việt sẽ làm nên tiếng nói của cộng đồng người Việt. Và chắc chắn cộng đồng người Việt của chúng ta có sức mạnh nhiều hơn, có tiếng nói mạnh hơn trong chính phủ, và chắc chắn thêm sức mạnh cho cộng đồng. Cho nên mỗi lá phiếu của mỗi cử tri cho các cuộc bầu cử trong địa phương, trong quận hạt của mình rất là quan trọng. Như tôi biết là trong các kỳ kiểm tra dân số thì người ta sẽ biết được mỗi sắc dân có bao nhiêu cái số người trong mỗi sắc dân của một cái địa phương. Vậy thì không, tôi nghĩ là họ có thể nhìn vào cái con số đó để biết được sức mạnh của cộng đồng, hay là còn cần phải có cái lá phiếu để mà củng cố thêm cho cái sức mạnh của cộng đồng như vậy? Dạ, sau cuộc thống kê dân số vào năm 2020 thì đó là tổng dân số của mỗi sắc dân sống tại các tiểu bang, các quận hạt. Nhưng đối với cuộc bầu cử, các cuộc giống như là mỗi sắc dân đã ghi danh đi bầu, ví dụ như hiện tại bây giờ, nói chung có khoảng là 150.000 người trong quận hạt Harris, nhưng chỉ có khoảng hơn, Xuân nói đây là khoảng hơn thôi, 70.000 người Việt đã ghi danh cử tri, đã đi danh hội đủ điều kiện đi bầu trong quận hạt Harris. Nhưng quý vị, ngoài 70.000 cử tri đó thì quý vị đã đi bầu bao nhiêu? Đó là tùy thuộc vào cái phần trăm, tùy thuộc vào những quý vị, những cử tri đã ghi danh đi bầu trong quận hạt Harris, là quý vị đã đi bầu chứ không phải quý vị đã ghi danh. Thì thống kê theo như Xuân mới vừa nói với anh Khoa cũng như với quý vị, là số phần trăm mà các hội đồng ủy viên hoặc là các thành viên trong chính phủ họ nhìn vào là nhìn vào tổng số xác suất cử tri đã đi bầu của mỗi sắc dân để làm nên tiếng nói của cộng đồng. Vậy tức là không những chúng ta phải ghi tên đi bầu mà chúng ta phải trực tiếp đi bầu, hoặc là gửi thư hay gì đó, nhưng mà chúng ta phải bỏ lá phiếu của chúng ta xuống thì mới được tính vào trong cái sức mạnh của cộng đồng. Dạ, như đúng như vậy ạ. Dạ. Dạ, đúng như vậy. Dạ. Như vậy năm nay chúng ta sẽ có bầu cử cấp quận và thành phố vào tháng 11. Thì xin chị cho biết thêm về một số vấn đề mà có thể cư dân ở quận Harris muốn biết, ví dụ như là về các chức vụ hoặc là các những cái đề nghị, những cái kế hoạch đề nghị để bầu cử. Ở đây mình chưa nói tới những dự luật, là dự luật của liên bang và của tiểu bang thì mình sẽ nói sau trong kỳ tới. Nhưng mà kỳ này những cái kế hoạch mà của thành phố đưa ra cho quận hạt. Dạ. Vào cuộc bầu cử sắp tới đây vào ngày 7 tháng 11 thì cuộc bầu cử lớn nhất được quý vị, được cộng đồng quan tâm nhiều nhất là cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Houston. Nhưng mà ngoài cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Houston thì chúng ta có rất là nhiều chức vụ khác ở trong địa hạt của mình, như là ở trong quận hạt Harris chúng ta có những trái phiếu và các kế hoạch đề nghị trong địa phương, và những kế hoạch đề nghị này là ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị. Nếu quý vị không đi bầu thì quý vị sẽ không có tiếng nói của chính cá nhân mình, và quý vị đôi khi hoặc là những trái phiếu xây dựng trường học hoặc là xây dựng công viên thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thuế đất, thuế nhà, và họ sẽ cho mình biết là khoản thuế đó thì thuế bất động sản hoặc là thuế trường học của mình sẽ bị tăng lên bao nhiêu và trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi quý vị có lúc quý vị nhận được tin là quý vị nói ủa sao thuế đất tôi tăng mà tôi không biết, hay là thuế nhà hoặc là thuế mất MUD đó quý vị, của tôi bị tăng mà sao tôi không hay. Dạ có quý vị ạ, những tin tức đó, những
những thông tin đó đã được đăng tải trong lá phiếu và trong những trái phiếu và các kế hoạch đề nghị. Tại vì quý vị không đi bầu cho nên quý vị không biết, nhưng họ đã có thông báo qua các trái phiếu và các kế hoạch đề nghị trong lá phiếu của chính mình. Tức là nếu không đi bầu thì mình sẽ không biết là tại sao tiền thuế tự nhiên bị tăng và bị tăng để làm cái gì. Dạ, đúng như vậy ạ. Cho nên khi quý vị đi đến phòng phiếu, quý vị bầu phiếu, cho dù quý vị bầu phiếu qua thư hoặc là quý vị đích thân đi bầu thì quý vị sẽ biết được tình trạng hiện tại và cập nhật nhất trong cộng đồng của mình và ngay nơi quý vị cư ngụ để quý vị biết thế nào lên hoặc là thế nào xuống hoặc là lên bao nhiêu và mình phải trả trong vòng bao nhiêu năm. Có tất cả các tin tức đó, hoặc là nếu quý vị không rõ thì xin quý vị vui lòng vào gọi vào ti bầu cử vào số 713-755-6965. Thì xin quý vị bấm option số 3, quý vị có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc là có thắc mắc gì. Thì các nhân viên trong quận hạt Harris thì tổng cộng khoảng 9 nhân viên người Việt phục vụ cộng đồng mình. 9 nhân viên người Việt? Dạ, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Và xin quý vị khi quý vị gọi vào số 713-755-6965, xin quý vị vui lòng bấm option số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt. Tức là mình chỉ cần bấm option số 3 chứ mình không cần phải nói là cần người Việt Nam nói tiếng Việt hay gì hết. Bấm số 3 là có người sẽ tiếp bằng tiếng Việt. Dạ đúng ạ. Nếu mà quý vị, nếu mà quý cô bác lớn tuổi có thể là quên không bấm số 3, nhưng nếu mà có người Mỹ đường dây tiếng Anh họ bắt lên thì quý vị cứ nói là Vietnamese thì họ sẽ chuyển quý vị vào đường dây tiếng Việt. Dạ. Và vậy thì cái chuyện mà đi bầu được cũng là một chuyện hơi diêu khê. Bây giờ có thể nào chị Xuân giải thích cho khán giả ở dưới cái trình tự làm thế nào để mình bỏ được lá phiếu hay không? Dạ, chúng ta có 3 cách đi bầu quý vị. Cách thứ nhất là quý vị có thể đích thân đi bầu vào những ngày bầu cử sớm hoặc là vào ngày bầu cử. Và bầu cử sớm năm nay sẽ xảy ra từ 23 tây tháng 10 cho đến 3 tây tháng 11, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu quý vị nào không vì tình trạng sức khỏe không quý vị không đi bầu được, hoặc là quý vị biết là trong thời gian đó quý vị có thể là đi Việt Nam hoặc là đi vacation, thì quý vị có thể gọi vào ti bầu cử vào số phone Xuân mới cung cấp cho quý vị. Và Xuân xin đọc lại một lần nữa là 713-755-6965 và bấm option số 3, thì quý vị có thể xin một mẫu đơn, xin lá phiếu bầu bằng thư. Và Xuân xin nhắc lại ở đây một lần nữa, trước khi quý vị muốn bầu cử bằng thư thì quý vị phải xin một lá mẫu đơn để xin lá phiếu vào bằng thư, chứ chúng tôi không tự động gửi về. Sau quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả.